Nguyên nhân âm tính giả của xét nghiệm NIPT. Với xét nghiệm NIPT, có một số trường hợp xuất hiện hiện tượng âm tính giả, kết quả xét nghiệm trả lời là bình thường nhưng thực tế thai nhi có bất thường di truyền. Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ âm tính giả của NIPT khoảng 5%. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến kết quả âm tính giả như vậy? Các nguyên nhân có thể gặp như sau. 1. Tình trạng khảm thai nhi. Nguồn chính của cfDNA bào thai trong tuần hoàn của mẹ là tế bào nhau thai, nguyên bào nuôi, hợp bào nuôi. DNA này có thể trái ngược với DNA mô bào thai. Có thể có trường hợp một bào thai có bộ nhiễm sắc thể là dị bội, mặc dù karyotype của nhau thai bình thường và kết quả xét nghiệm trả lời là bình thường. 2. Tỷ lệ cfDNA bào thai thấp ở đường biên. Mặc dù đủ lượng cfDNA tự do để xét nghiệm có thể phát hiện được, nhưng số lượng cfDNA của thai ở mức giới hạn dưới, thường dưới 4%, dẫn đến sự khác biệt rất nhỏ về tỷ lệ tham chiếu của người bình thường so với tỷ lệ phân mảnh nhiễm sắc thể quan sát và phân tích được. Nếu không có đủ số lượng phân đoạn DNA, sự khác biệt này sẽ không được xác định và kết quả được báo cáo là âm tính qua sàng lọc thực chất là không chính xác. Hiện tượng này hay gặp khi mẹ có dùng heparin trong lượng phân tử thấp như enoxaparin, mẹ béo phì. 3. Các biến thể vật chất di truyền của người mẹ. Phương pháp phân tích cfDNA giả định rằng mọi phụ nữ đều có tỷ lệ vật chất di truyền trên một nhiễm sắc thể nhất định là giống nhau, nhưng thực tế các nhiễm sắc thể khác nhau một chút giữa các cá thể. Ở một số trường hợp về mặt lý thuyết, sự mất đoạn vật chất di truyền của người mẹ cũng có thể gây ra kết quả âm tính giả. Tuy nhiên, đây sẽ là một trường hợp hiếm hơn nhiều so với dương tính giả, vì thể dị bội ở thai nhi và sự mất đoạn của người mẹ cần phải nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. 4. Các vấn đề kỹ thuật. Các vấn đề về khảo nghiệm kỹ thuật có thể làm cho việc xác định một số thể dị bội khó khăn hơn. Ví dụ, hàm lượng guanin, cytosine thấp của nhiễm sắc thể số 13 làm cho các bước phản ứng chuỗi polymerase và số lượng trình tự tiếp theo kém tin cậy hơn. Điều này dẫn đến tỷ lệ phát hiện thấp hơn so với các thể dị bội khác. Các phòng thí nghiệm cố gắng sửa lỗi này trong phân tích tin sinh học, nhưng điều này không phải lúc nào cũng thành công. Đôi khi cũng có sự trộn lẫn mẫu hoặc các vấn đề khác liên quan đến phòng thí nghiệm có thể gây ra kết quả xét nghiệm NIPT âm tính giả. Chính bởi vậy, hiện tại mặc dù là một xét nghiệm có độ chính xác khá cao, nhưng NIPT hiện nay vẫn được coi là một xét nghiệm sàng lọc, không phải là xét nghiệm để chẩn đoán. Thai phụ vẫn cần được quản lý thai sát bởi bác sĩ sản khoa, siêu âm thai định kỳ để phát hiện sớm các bất thường và có hướng can thiệp điều trị thích hợp.